kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin phương án 2 cho Tô Lâm là gì? Nếu không bứng được Thủ tướng thì liệu có bứng được ông Tổng hay không? Nếu bứng được ông Phạm Minh Chính vào giữa nhiệm kỳ thì đấy là kết quả được xem là như mơ của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Điều này không những có lợi cho ông Bộ trưởng Bộ Công an mà có lợi cho ông Chủ tịch Quốc hội, bởi thất bại trước Phạm Minh Chính ở Đại hội 13 vừa qua là một cú ngã đau với Vương Đình Huệ. Với người từng nắm chức Bộ trưởng Bộ Tài chính trong chính phủ, từng nắm chức Phó Thủ tướng và quan trọng nhất là người được đào tạo về kinh tế, thì Vương Đình Huệ được đánh giá là xứng đáng để ngồi vào chiếc ghế Thủ tướng hơn ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, khả năng chiến đấu trên chính trường không bằng Phạm Minh Chính, nên Vương Đình Huệ chấp nhận làm kẻ thua cuộc tạm thời. Ông Tô Lâm sẽ có cơ hội nếu ông Tổng Bí Thư rút vào cuối nhiệm kỳ. Việc ông Phạm Minh Chính đi đường vòng mà còn nhanh hơn ông Tô Lâm đi đường thẳng, thì điều đó cho thấy khả năng chiến đấu trên chính trường của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính quả là đáng nể. Còn đáng nể hơn khi ông Phạm Minh Chính có thể nhảy ngang từ Ban Bí Thư sang chính phủ để giành lấy chức Thủ tướng về cho mình. Cả ông Vương Đình Huệ và ông Tô Lâm đều không phải là đối thủ của ông Phạm Minh Chính nếu những ông này không liên thủ liên kết với nhau. Một người gần gũi với ông Thủ tướng đánh giá rằng ý đồ bứng ông Phạm Minh Chính đã và đang được ông Tổng Bí Thư Trọng và ông Tô Lâm và ông Vương Đình Huệ ấp ủ. Tuy nhiên, đã gần 3 năm trôi qua, ông Phạm Minh Chính vẫn sừng sững, chưa có dấu hiệu gì lung lay cả. Vụ chuyến bay giải cứu và vụ Việt Á cũng không lôi được ông Thủ tướng vào tròng. Vì vậy, từ nay cho đến cuối nhiệm kỳ, rất khó để phe ông Tổng Bí Thư tìm được lý do nào khác để mà hạ bệ ông Thủ tướng đương nhiệm. Hiện nay, cả ông Tổng Bí Thư và ông Tô Lâm đều đang dí vào vụ án Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại Quảng Ninh. Tuy nhiên, việc bảo vệ bà Nhàn không chỉ là việc của ông Thủ tướng, mà còn có bàn bạc tay tiếp của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bởi nếu bà Nhàn mà bị bắt thì sự nghiệp chính trị của ông Phan Văn Giang cũng khó mà yên ổn cho được. Bà Nhàn, phụ trách công ty IC, được cho rằng đã có nguồn cung vũ khí cho quân đội nhân dân Việt Nam đến hơn 1 tỷ đô mỗi năm. Nó rất lớn. Chám vào ghế của ba ông Vương Đình Huệ là lựa chọn không tồi với ông Tô Lâm. Việc ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ngồi quá lâu ở ghế Tổng Bí Thư được đánh giá là mang đến thuận lợi, nhưng đồng thời cũng gây khó khăn cho cả ông Tô Lâm và ông Vương Đình Huệ. Thuận lợi là hai ông này có chỗ dựa để chiến với Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, nếu không bứng được ông Chính thì chính ông Trọng lại là người chiếm chỗ, làm mất cơ hội cho cả ông Chủ tịch Quốc hội và ông Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực hiện nay. Ông Trọng hiện đã quá già, đến Đại hội 14 ông đã 82 tuổi. Có người cho rằng đến Đại hội 14 ông Trọng có độ tuổi bằng với tuổi của Tổng thống Mỹ hiện nay nên vẫn có thể nắm quyền. Có lẽ ông Trọng cũng nghĩ thế chăng? Tuy nhiên, điều quan trọng là sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng rất yếu. Hiện nay, sức khỏe của ông sau 2 năm nữa thì ắt hẳn ông còn yếu hơn. Đến lúc đó, rất khó để ông Trọng tiếp tục nắm quyền. Dù sao, đấy là đánh giá khách quan, còn chủ quan thì ông Trọng là người tham quyền, cố vị. Rất khó để thuyết phục ông rời khỏi ghế nếu không có bệnh tật hiểm nghèo tấn công ông, như vụ năm 2019 tại Kiên Giang. Ông Nguyễn Phú Trọng không rút thì Tô Lâm cũng sẽ hết cơ hội. Phương án 2 trong Tô Lâm là Nguyễn Phú Trọng rút vào cuối nhiệm kỳ. Ông Vương Đình Huệ sẽ được đôn lên ghế Tổng Bí Thư và ông Tô Lâm chám vào ghế Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên, đấy chỉ là giả thiết. Nếu ông Trọng chịu rút và Phạm Minh Chính không chiếm lấy ghế Tổng Bí Thư, còn nếu đến Đại hội 14 mà Phạm Minh Chính chiếm được ghế Tổng Bí Thư thì rất khó cho ông Tô Lâm, bởi có khả năng ghế Thủ tướng sẽ không về tay Vương Đình Huệ mà về tay người khác, trong đó có Trần Lưu Quang là một gương mặt sáng giá. Việc vào tứ trụ đối với ông Tô Lâm không những là tham vọng mà còn là chuyện sống còn. Bởi một khi ông hết quyền lực thì không biết tai họa nào sẽ ập đến, bởi kẻ thù trong đảng của ông Tô Lâm quá nhiều.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay của Thời báo chấm D với bản tin phương án 2 cho Tô Lâm là gì? Nếu không bứng được Thủ tướng thì liệu có bứng được ông Tổng Bí Thư hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm D. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin phạt dân được đút túi, đảng khuyến khích công an vì tiền trấn lột dân. Mỗi năm cứ đến tháng 11 thì Quốc hội lại họp bàn để mà ra nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương cho năm sau. Có những ngành đảng không tăng ngân sách, nhưng cũng có những ngành đảng phải tăng. Đặc biệt là ngành công an, đảng cứ chi năm sau cao hơn năm trước. Vào tháng 11 năm ngoái, Quốc hội ra nghị quyết số 70-2022 và duyệt chi cho Bộ Công an một con số khổng lồ là 99.953 tỷ đồng, gấp tới 13,4 lần chi cho Bộ Y tế và 16 lần cho Bộ Giáo dục. Lại chiều chuộng ngành công an. Năm nay, ngân sách cho Bộ Công an rất có thể sẽ hơn 100.000 tỷ đồng. Và điều đáng chú ý là Đảng đang dành cho Bộ Công an một ưu ái rất lớn. Đấy là bộ này được hưởng tới 85% số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông. 15% còn lại dành cho các địa phương để chi cho các lực lượng khác. Nếu Bộ Công an xử phạt rồi giao cho Bộ Tài chính thu tiền thì ít kích thích lòng tham của cán bộ công an. Nhưng khi cho công an được hưởng đến 85% số tiền phạt thì khả năng rất cao việc phạt dân trở thành công việc kinh doanh của ngành công an trên cả nước. Mặc dù ngành công an bao lâu nay luôn tung hô khẩu hiệu 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, rồi tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách tốn kém, nhưng đạo đức của công an vẫn rất tệ hại, ngày một tệ hơn. Hiện nay, người dân vừa sợ, vừa khinh, vừa ghét cán bộ công an. Ngành công an biết điều đó nhưng họ không hề có thiện chí cải thiện hình ảnh chức dân bằng cách chấn chỉnh đạo đức thực sự cho cán bộ công an của mình. Mà họ lại còn cho tuyên giáo dựng những vở kịch để mà tuyên truyền về sự tốt đẹp của ngành công an, về thứ tinh thần trách nhiệm giả tạo của ngành này. Bộ Công an lâu nay là bộ chuyên làm tiền dân và điều đáng nói là cách làm tiền của họ không những vô trách nhiệm với người dân, mà trong nhiều trường hợp còn rất vô đạo đức. Người dân không lạ gì hình ảnh cảnh sát giao thông lập chốt chặn dân để mà làm tiền. Miễn có tiền là cho đi, ngay cả người có đủ giấy tờ và đi đúng luật cũng bị hạch sách nếu không biết điều. Việc Bộ Công an cho cướp đất của người dân ở trụ sở số 44 Yết Kiêu Hà Nội để mở rộng trụ sở này cho thấy Bộ Công an không những tham mà còn đang rất tàn ác với nhân dân Việt Nam. Đã được ban cho nhiều ưu tiên và nhiều cơ chế khác nhưng Bộ Công an vẫn cướp đất của dân. Việc cho Bộ Công an xử phạt rồi được hưởng số tiền phạt đó là cách cho phép một bộ có súng được quyền dùng quyền lực để mà hái ra tiền tiếp. Điều này là vô cùng nguy hiểm bởi cho đến nay và có lẽ cho đến khi Đảng Cộng sản sụp đổ thì không luật pháp nào có thể kiểm soát được hành động của ngành công an. Biết bao nhiêu vụ bức cung, nhục hình làm chết người khi tạm giam tại đồn công an, nhưng có luật pháp nào trừng trị đúng người đúng tội và những viên chức công an đã gây ra tội chết người đâu. Với việc được đứng trên pháp luật mà còn được phép dùng quyền lực để mà kiếm tiền, thì có thể nói dân sẽ còn bị cướp trắng trợn hơn và công khai hơn trong thời gian tới. Khả năng là ngân sách cho ngành công an vào năm 2024 sẽ vượt con số 100.000 tỷ đồng. Ưu đãi về cơ chế, ưu đãi về ngân sách và ưu tiên về việc dùng quyền lực để mà làm tiền. Không biết rồi đây Đảng Cộng sản sẽ trao thêm những đặc quyền gì nữa cho Bộ Công an. Có thể nói Đảng Cộng sản hiện nay đang chiều Bộ Công an như chiều con nghiện. Từ ngân sách cho đến chính sách đều cứ mỗi ngày một đáp ứng nhiều hơn. Vậy thì lấy gì để hạn chế lòng tham của công an đây? Chẳng nhẽ lấy đạo đức Hồ Chí Minh sao? Thật sự lá bùa này không khác gì tờ giấy lộn,
bởi những năm gần đây, toàn đảng phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhưng kết quả, đạo đức quan chức chỉ ngày một tệ hại hơn mà thôi. Họ đối xử thô bạo, dã man với người dân. Nhà nước Cộng sản Việt Nam là nhà nước công an trị, và vì dựa quá nhiều vào họng súng của công an mà cứ ngày một chiều chuộng ngành này. Tương lai, người dân sẽ ngày một khốn khổ và ngày một khó sống với chính quyền này thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Phạt dân được đốt túi, đảng khuyến khích công an vì tiền chấn lột dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.